Non đấy à? Cái chồng nó về. Chết mày như nào? Anh nằm ra đây, nằm ra đây nhanh. Nằm ra đây á? Cứ nằm đi. Giấu cái dép của anh đi. Đi. Mi ơi. Ui giời ơi. Em làm đi trong phòng mà anh gọi mãi không được thế. Em nghe nhạc to quá mà em không để ý anh. Mà sao anh bảo là anh đi làm cả ngày cơ mà. À, anh quên đi đồ, nên anh về lấy. Cái chân này bẩn quá nên là em mang đi giặt mà. Mà thôi, anh đi lấy đồ đi. Ừ, thôi rồi, anh đi đã, xong tối anh về nhá. Đây. Mia. Sao anh còn quay lại? Anh còn quên gì à? Dạ. Em xem ở trong phòng mình có cái mùi gì ghê thế. Mùi gì? À, chắc là do em ăn khoai nhiều nên thế đấy. Không phải cái mùi khoai này. Ủa? Nó thùm thủm lắm, ghê lắm. Ủa? Này, chuyện gì thế này hả? Là chồng tôi và ngoại cô. Vợ tôi và chồng cô, chúng nó cắm sừng chúng ta. Chuyện này không thể bỏ qua được. Khốn nạn thật. Ở nhà đã không phải làm gì rồi, tất cả mọi việc đều có giúp việc lo. Trong khi tiền tôi đi làm tôi đều đưa cho nó hết. Thế mà chúng nó dám. Tôi nghĩ là sau chuyện này coi như không còn tình nghĩa gì nữa. Cô có kế hoạch gì không? Vợ anh có sở thích đặc biệt gì không? Nó thì chỉ thích tiền thôi, chứ còn thích gì nữa. À, mà đợt này nó thích ăn khoai nướng lắm. Ngày nào cũng ăn, đành rằng thôi lên đi được hết. Em ăn đi. À, mà em này, hôm nay anh phải đi công trình cả ngày. Thế á? Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ vào, không được bỏ bữa đâu đấy. Thế thì em sẽ buồn mất. Ngoan nào, bây giờ anh phải đi làm thì mới có tiền chăm lo cho em được chứ, đúng không? Nhưng mà chiều anh nhớ phải về sớm với em nhá. Anh nhớ rồi. Thôi, anh đi đây, không muộn giờ mất. Bye bye. Alo, ớt xiêm nhà em đi rồi, anh chuẩn bị quay đi nhá, em đợi đấy. Hello bé. Khoai em. Khoai nướng à? Ôi thơm thế. Khoai này là con cáu điếc nhà anh nó nướng đấy, mà này. Công nhận, con cáu điếc nhà anh ngu thật, còn nướng cả khoai cho em nữa. Ngu quá chứ, nó có được thông minh mà sắc sảo như em đâu. Phải chi bọn mình gặp nhau sớm ấy thì có phải là em đỡ phải gặp một cái thằng vừa bé vừa yếu. Khổ cả đời. Anh có khác gì em đâu. Ông bu bà bu anh bắt anh lấy con Lệ bởi vì nó giàu. Ngoài giàu ra nó có cái quái gì đâu, chán lắm. Mà thôi, ăn anh lên chứ anh ấy không chịu được đấy. Nào, người ta phải ăn để người ta mới có sức chiều chứ. Thì cầm cả khoai đi ăn đi. Cầm cả lấy ăn. Trời ơi, nghe em giải thích đã. Nó không phải như thế đâu ạ. Là do nó rủ tôi em à? À, chính cô nha, chính cô nói là chồng cô vừa yếu vừa bé mà. Này, mày đừng ăn nó hả mồ. Thôi, anh phải nghe em, phải tin em. Cô đúng nào? Con là bà lăng loạn này, ly hôn đi. Mày ơi, đừng có ly hôn mà. Lệ ơi, em phải nghe anh nói này, anh thề luôn là nó rủ giúp anh đấy, anh không làm cô gì. Cô lại còn không biết anh cơ à? Anh ngoại cơm bữa ấy, chẳng qua là vì thanh danh của gia đình, vì danh dự của gia đình nên tôi không phanh phui ra thôi. Anh biết lỗi rồi. Đến cả vợ của bạn mày không bỏ qua nữa. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Tôi với anh sẽ ly hôn. Và anh sẽ không có một cách nào đâu. Em ơi, anh xin em đấy. Em đừng nhu này, anh xin em đấy, cho anh làm lại. Tôi đã làm việc với luật sư rồi. Anh không có một đồng nào. Lê à. Trời ơi, bị lỗi. Đi một đi. Cái loại ngoại thôi, không kết cục thì tốt đẹp đâu. Cô nói luôn cho cô biết. Cô không có một đồng nào nữa đâu. Chào. Trời ơi.
một năm ngày cưới. Hôm nay anh không được bỏ vợ anh ở nhà một mình đâu đấy. Anh biết rồi. À mà nhân dịp hôm nay bọn mình sinh con đi. Em chỉ cần sinh cho anh một thằng cu thôi. Em muốn bất kể thứ gì trên đời này, anh cũng sẽ mua cho em. Thật đó. Vậy thì cạn ly. Anh xin lỗi nhá. Suốt thời gian qua anh bỏ bê em quá. Hôm nay anh hứa anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Anh làm gì đấy ạ? Anh bảo rồi, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nên là anh chuẩn bị cho em những thứ vô cùng đặc biệt. Thôi, mình cứ như bình thường đi. Tự nhiên dùng mấy cái này làm gì ạ? Thôi, bỏ đi ạ. Không thể bình thường được. Hôm nay là một ngày đặc biệt, mình phải vui hết mình cho em. Thôi, em bảo rồi, em không chơi mấy cái này đâu. Anh bỏ đi đi. Trời. Làm sao mà bỏ được. Em có biết là anh mất bao nhiêu đêm thức trắng để suy nghĩ anh mới nghĩ ra được mấy thứ này không? Em nói thật đấy, em không chơi mấy cái này đâu. Em nhìn mấy cái này cứ sợ sợ nào ấy. Không có gì mà phải sợ cả. Anh là chồng em mà, em phải tin anh. Anh hứa với em là hôm nay anh sẽ làm hết mình. Anh sẽ làm cho em hài lòng. Anh sẽ làm cho em cực kỳ thỏa mãn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên em nhìn mấy cái này đấy. Thì đồ mới mới vui mà em. Anh có sao không? Anh đừng làm sợ máu kìa. Chồng ơi, à, em diễn đỉnh phết đấy. Lẽ ra ấy, em phải đổi nghề làm diễn viên mới đúng. Mình bớt nói lại đi. Mở khóa cho em đi. Uầy, chồng em trông hiền lành thế mà sao nào? Xích này, sao lại cả khóa nữa. Anh nói nhiều đấy, anh cởi cho em đi. Em cứ bình tĩnh sao nào. Mà thằng chồng em có sao không đây? Ui, em ơi, nó không thở nữa rồi. Em cho nó uống bao nhiêu đấy? Uống hết. Ủa, nó chờ để chơi tới chứ. Chết người đấy. Anh sợ ấy, thế anh biến tiền, đất đai, xe của tôi. Má, anh ta bị bệnh tim, chết vì đứng tim ấy. Có điều bình thường mà. Ui, em ác thật đấy. Thế nhưng mà anh thích. Thôi, nói nhiều lắm rồi đấy. Lấy chìa khóa mở khóa cho em đi. Chìa khóa đâu? Hình như trong túi ấy. Từ từ đã. Tại cái gì nữa? Anh phải xem tài sản của chồng em để đâu. Này, anh không được động vào tài sản. Tài sản đấy là của tôi. Tôi cho thì anh mày có. Còn đừng làm trái ý con này. Chó này, mày nói gì? Mà nên nhớ này, bây giờ chỉ có tao mới giúp được mày thôi. Tài sản nó để ở đâu? Trong tủ. Đây rồi. Chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu? Anh ta cất mấy giấy tờ quan trọng rồi đấy, xem có không? Để ông đấy thơm đấy. Cái gì này? Không có gì cả. Là sao? Mày nhìn đi. Trống trơn đây này. Con chó này, có phải là mày ở nhà một mình mày lấy hết tài sản được không? Anh bị ngu à? Tôi là mà cuốn hết tài sản, tôi gọi anh sang làm gì? Này, tôi không ngu đến mức mà tự hại mình một mình nhá. Con chó này á? Thế mày nói tài sản ở đâu? Hả? Chó này á? Bố mày giết mày. Alo đồng chí, tôi muốn báo án. Ở đây có kẻ cố ý giết người. Mày, sao em bảo nó chết rồi cơ mà? Thì làm sao? Chồng ạ. Thì bất ngờ lắm à? Giết tao đâu có dễ như thế đâu. Anh ơi, em là bị vợ anh dụ dỗ, nó bảo là nó cho em tiền. Chứ em không có ý hại anh đâu, em thề đấy. Con chó, mày cắn tao ở đâu rồi đấy? Cầm mồm nó chó. Hay là bây giờ anh tha cho em về đi. Có gì em khai hết anh ạ. Nhưng mà đấy lại không phải việc của tao. Mày phải khai ấy, là khai về công an đấy mày biết chưa?
Tao sẽ cho hai đứa chúng mày một vé ăn cơm. Thôi, nhà em còn mẹ già với hai con nhỏ nữa. Bây giờ em mà không có tiền nữa thì em... Thôi. Mày bớt cái trò kể khổ van xin đi. Mày nghĩ là tao không biết mày làm bồ của nó hơn một năm rồi. Bố mẹ mày làm nông, nhà làm con một nên được nuông chiều, ăn chơi đàn đúng phá phách vỡ nợ, thế đã đủ chưa? Còn mày nữa, con đàn bà lăng hoàng, mày nghĩ là mày giết tao ấy thì mày lấy được tài sản của tao à? Tao nói cho mày biết này, tài sản của tao ấy tao làm từ thiện hết. Mày nghĩ là tài sản cả đời của tao tao sẽ để lại cho một con mày à? Mày nằm mơ rồi đấy. Khóa cho em đi, xong rồi có gì vợ chồng mình bình tĩnh nói chuyện. Con bồ mày nhờ mở khóa cho. Mày đi mà nhờ thằng bồ mày mở khóa cho. Mà tao cũng nói cho mày biết luôn này, cái chìa khóa trong tay nó ấy, đích phải là cho cái ổ khóa này đâu. Mày xin lỗi, em biết rồi, em chót dại mà. Anh ơi, chót dại mà nghĩ được kế hoạch chu toàn thế, chót dại mà tìm cách giết chồng hoàn hảo thế. Tôi đã có đủ bằng chứng rồi, tôi sẽ kiện các người tội cố ý giết người và chiếm đoạt tài sản. Đang hỏi bằng chứng ở đâu không? Em biết lỗi của em rồi, em sai rồi anh ơi. Đơn ly hôn tôi biết rồi, cô ký cũng được. Mà cô chẳng ký cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ đơn phương ly hôn, và tất cả những gì mà cô đang đặt chân lên ý, tôi sẽ lấy lại không thiếu một thứ gì cả. Anh ơi, còn bây giờ ấy, chúc mừng hạnh phúc. Anh không ơi, tại mày làm liên lụy đến tao đâu con chó.